Mọi người nhá, ở trên lán mình này điện cũng hỏng rồi nhá, điện đang sạc đèn đây nó sáng nhưng mà hỏng rồi, hỏng rồi không sạc được nữa. Cái máy của mình là máy 5,5 kW nhưng mà 500W. Đây nó đang sáng như này thôi. Đây mọi người thấy lát 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 không đây, đây đây lát luôn. Đó. Đó, tắt luôn rồi. Để tại đâu? Cái cầu chì. À cầu chì. Một là cầu chì. Cầu chì này bị sao không nhỉ? Cầu chì cũng không bị sao nha. Tại máy rồi nha. Đó. Lên lan này nha. Thắt thêm cái bóng nữa. Đó. Đó. Không tải được. Này nha mọi người thấy không? Giờ mình trỏ vào đèn thì nó chói rồi nha. Này nhá. Đó. Hỏng máy rồi, đang đi sửa máy nha. Mọi người theo dõi mình đi sửa máy nha. Cùng mình đi sửa máy luôn nha. Nha. Tháo cái bông ngoài nha. Nha. Lắng mình nhá, nhà sàn nhá. Đó. Nhà sàn của mình nha. Mọi người theo dõi mình đi sửa nha. Đường dây nhá. Đường dây đây nhá. Đường dây đây nhá. Ao của mình này. Tối quá nhỉ, rất là tối luôn. Một trăm mét nữa dây điện đây, 100 mét đầu điện của mình nhá. Ô mọi người hỏng nhá, bị chật cuộn nhá, mình tháo ra để cho mọi người xem nhá. Đấy nhá, hiện tại cái pin này cũng đang hỏng này, cuộn này hỏng quá nóng không thể sơi được. Nóng lắm mọi người, pin này đang hỏng không phải thay pin nữa. Đây bi rồi, hỏng bi rồi, thay bi nó đây ta, nóng quá, sang vào nhà sửa thôi. Sang vào nhà sửa nhá.
tạm biệt mọi người nha. Đợi khi mình lấy bi lên xong mình tháo ra mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Cái củ phát này, củ phát 500W nhá. Cánh gáo này là cánh gáo theo máy nhưng mình họ làm gáo dày quá, mình tháo bớt, mình gỡ bỏ bớt gáo đi rồi nhá. Để hẳn lại này, thưa thưa này thì mới chắn rất tốt nhá.